thôi cũng quẹ cũng quẹ chim đấy. Sao ngày phải coi lại ý giới thiệu ý còn dậy cả đám ừ cả đám phơi khô mẹ đã cho anh đi muối này muối em thư miệng là ngon quá hay ngon nhiều lắm cây ngon ngon nick đã sẵn ở đây nướng thịt kiểu mấy này anh ấy trên nhau mà men em kể mỏng gì đấy.